Vậy là mình hái đợt này là đợt đầu hay là đợt sau rồi? Đợt đầu rồi ha. Gọi là hái bông rồi đó ha. Không hái xuôi, có mấy trái à. Bây giờ là bao nhiêu ký? Ớt á. Hổm cần hái hổm được 2 ký mấy, được 27. 27 ngàn ký. Cái thời điểm này thì ớt không ít nhiều là nó bị khẩm lá, nó bị đốm rồi nó bị vi khuẩn là chuyện bình thường. Đốm lá là nhiều. Nhiều. Khi mà cái rễ non mà nó ăn ra mà nó bị hư rồi là khó trị lắm, ông nói vậy đó. Ổng là trồng ớt mấy chục năm rồi, ông nói tôi là chuyên trồng mùa nghịch nha. Còn cái ớt mà nó bị hư giống ở dưới mà nó bị hư lên như thế này thì nó hư lên nó bị hư vậy đó ha. Là cái đa phần là bị khẩm với vi khuẩn á. Cái trận gió hai bữa nay là gió với mưa nó dập ngã quá trời luôn. Ừ. Coi nè. À. Đó, cái này xịt phòng nha. Mới xịt phòng nha, đó. Cái này bị bệnh hả? Bệnh đó. Dập. Sợ cái ớt nó dập đúng rồi. Ồ, trái này đã quá vậy ta. Nè, trái nè. Hả? Cái này là ổng vừa làm cỏ xong là ổng rửa phân nữa mà. Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Hôm nay Giải trí miền Tây chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn về kỹ thuật chăm sóc ớt ở giai đoạn 2 tháng tuổi, trồng ớt nghịch mùa và thu hoạch mùa nước lũ như thế nào. Mời cô chú các anh chị và các bạn theo chân Giải trí miền Tây, chúng ta cùng tìm hiểu, xin mời. Có tưới có gãy có hay không? Nhỏ mình tưới nhưng mà tới lớn mình gãy. Gãy là nhiều ha. Thì là có một cái người đó, người ta kinh nghiệm nhiều năm đó, thì người ta nói với mình là mùa này là khi mà ông rải là nó sẽ bị cái rễ của nó đó, những cái rễ non này nè, nó sẽ bị ra cái khi mà ông rải nó sẽ chết rễ non và nó bắt đầu nó lan lên, nó bị hư lá, nó bị cháy rễ vậy đó. Cho nên là người ta chia sẻ kinh nghiệm là mình nên tưới chứ đừng có nên gãi. Đó là theo cái người đó, người ta trồng lâu năm và nó có kinh nghiệm, người ta nói vậy thì tôi cũng thấy nó có cái hay của người ta nha. Nói chung là phân mà gãi, nếu mà rễ mà nó lên trên mặt đất này mình gãi là nó cháy rễ. Cháy rễ. Đó. Cho nên ổng nói là nếu mà mình muốn ăn cái ớt này bền là nên tưới chứ đừng nên rải. Tưới thì nó cực hơn á. Tưới cực lắm. Nó mất thời gian hơn á. Nhưng mà nó sẽ bảo đảm hơn, nó không bị chết rễ thì cái rễ của mình nó sẽ mạnh hơn cái mùa nước. Đó. Thì theo cái vị đó người ta chia sẻ với mình vậy thì tôi thấy là nó cũng có cái lý không? Phải không? Nó cũng có cái lý của nó. Ớt chỉ thiên này là cái giống nó giống nhau hay gì ta? Nhiều loại hả? Ủa như ông có thuê người làm nữa hả? À, thuê người làm cỏ. Bây giờ công chắc khoảng 250 quá ha. 250 không? 5 tiếng đó. Tiếng 25 ngàn. Tiếng hồ 25 ngàn. Mấy tiếng, tính mấy tiếng. Ừ. Vậy là mình hái được này là đợt đầu hay là đợt sau rồi? Đợt đầu rồi ha. Gọi là hái bông rồi đó ha. Không hái xuôi, có mấy trái à. Bây giờ là bao nhiêu ký? Ớt á. Không cần hái không được 2 ký mấy, được 27. 27 ngàn ký. Ớt chợ đâu có giá mà. Ừ. Cái thời điểm này thì ớt không ít nhiều là nó bị khẩm lá, nó bị đốm rồi nó bị vi khuẩn là chuyện bình thường. Đốm lá là nhiều. Nhiều. Mà mình kinh nghiệm thì mình làm từ từ nó đỡ ra thôi. Đừng có bị động gốc quá rồi cái rễ đừng cho nó chết. Là giống như cái bác kia nói là sở dĩ là nó chết là do cái mùa nước này mình làm động rễ nó. Thì nguyên nhân đó là do cái rễ ăn lên á, bộ rễ mình không có bảo quản kỹ đó. Ừ đó. Và ông nói là đa phần người ta chỉ gãy phân thôi, tại gãy phân nó tiện,
Rồi còn gãy phân á là khi mà cái rễ non mà nó ăn ra mà nó bị hư rồi là khó trị lắm, ông nói vậy đó. Ông là trồng ớt mấy chục năm rồi, ông nói tôi là chuyên trồng quần ít nha. Đó. Còn cái ớt mà nó bị hư giống ở dưới mà nó bị hư lên như thế này thì nó hư lên nó bị hư vậy đó ha. Là cái đa phần là bị khẩm với vi khuẩn á. Vi khuẩn là nhiều, nó cũng bây giờ cũng nhiều loại thuốc trị. Nó đó. Cái này xịt, nó khô nè. Xịt nó khô lại phải không? Teo lại. Vết bệnh nó khô nè. Nó khô là nó trắng, còn cái này chưa. Khô lại là hiệu quả rồi đó. Cái này của mình là 2 tháng chưa ta? Bữa nay 65 ngày. 65 ngày rồi. Tính từ ngày trồng kìa. 2 tháng đúng rồi, bởi cho nên thấy trái đợt đầu nè. Cái ớt này chưa đâu. Ông hái đợt này rồi ông đi phân nó sẽ bung lên nó bự hơn nữa. Cao lắm, ớt thì giống ớt này nó cao tới đây lắm. Ừ. Nó không có lùng gì đâu. Tại vì tôi cho nó lùng là nguyên nhân là tôi ít gãy phân. Coi như là gần như là muốn tự nhiên luôn. Sẽ hữu cơ. Cho nó chắc chân á. Xài hữu cơ là nó chắc nha, còn cái mùa này mà mình xài hóa học nhiều quá nó cũng không tốt. Tôi gãy hữu cơ là tôi gãy 8 bông hữu cơ. Hữu cơ là ông đi phân gì? Một công 40kg của phân hữu cơ, mà cái này dạng hữu cơ công nghiệp chứ không phải hữu cơ mình. Đạm cá hả? Không. Nó dạng humic với phân bò, phân gà đâu không à. Phân bò, phân gà đâu đó. Hữu cơ phân bò, phân gà. Còn phân hóa học tôi gãy là không có nhiều chứ. Công mới có chừng tới giai đoạn này là công mới có chưa được 30kg. Còn nó bị nổ lá rồi này kia là ông xịt cái gì? Nó cái này là nguyên nhân là cái này là do tháng thư. Tháng thư đó. Thì anh xịt, nói chung là các loại thuốc tháng thư là thuốc anh cha con đâu này kia hả? Không, anh cha con tôi không có xài. Ridoron. Ridomin. Ridomin. Amitatop. Rồi Metaxi. Mấy cái đó đó ha. Với Cabiotop. Cái này là cái lợi thế của ông là thứ nhất là ông không có đi phân hóa học. Ít dữ lắm. Là cái điều đó là điều tốt của cái thời điểm này. Tại phân hóa học giờ này ông đi nó nguy hiểm lắm. Cái mùa nắng là đi được. Hữu cơ tôi xài dữ lắm. Hữu cơ thì cái rễ nó chắc. Cái rễ nó ra nó chắc nó không cơ. Cái nữa là ớt này gãy là không bao giờ bị cháy gãy. Gãy phân hóa học anh. Cái nguyên nhân là tôi không đẩy bàn ngủ mà không đẩy gọt. Nó mà ngủ để đó. Đâu xài đâu. Là tất nhiên á, là thí dụ như mình đẩy bàn phủ hoặc đẩy gom mình gãy là sẽ bị cháy gãy liền. Còn cái này mình thấy gì trời nắng bộ gãy nó đi sâu lắm, bộ gãy sâu ở dưới, núp ở dưới ha, núp ở dưới không à, nó không có lên. Rồi mình gãy phân hóa học lên thì nó thấm từ từ xuống, nó cũng không có bị hư. Với vậy nữa là bị gì tôi đi trên lift nè. Nếu mà chảy bàn phủ đi trên lift là hư gãy hết, hay hoặc là gãy gom. Tại vì gãy năng lên. Còn cái này là rễ năng xuống. Rễ nè là tôi đi tới lô tôi làm cái chăm sóc là tôi đi cái đường giữa nè. Mùa này đây tới Tết là cái ớt này là có giá là nó đi lên không đó nghe. Cái giá nó không có bao giờ nó rớt đâu. Cho nên là nếu mà ông mà dưỡng được là cái giá ớt nó đi lên không à. 50-60 Tết có cả 100.000 ký, trăm mấy luôn. Cái này theo nếu mà gãy gom hay hoặc là chảy bằng bủ ra là ớt hư hết rồi đó. Đúng rồi, để nó ăn lên á lội vô là hư hết. Hư hết. Bữa nay mướn người làm cỏ nè. Làm cỏ qua đó. Nhưng mà cái này ổn. Nói chung là cái này nó cũng được 80%. 80% đúng rồi. Tuy rằng là ông cho cái ớt nó lùng lại như vậy, nhưng mà nó rễ nó chắc và nó ổn định nha. Tôi thấy qua một cái đợt mưa bão đợt rồi mà ớt của ông nó bình thường như vậy là tôi thấy là ok lắm rồi nè. Mới cái trận gió hai bữa nay, gió với mưa nó dập ngã quá trời luôn. Đổi hết. Nhưng mà nó ngã rồi nó đứng lại không sao. Tại vì cái ớt của ông là ông nghiêng về cái hữu cơ. Hữu cơ đúng, xài hữu cơ.
và cái rễ của nó là nó ăn xuống nó chắc rễ chứ không có đi rễ non đó, cho nên là cái này là tôi thấy ổn là như vậy. Tới thì cũng có tới nhưng mà tới thì nhỏ tới tháng đầu và tháng thứ hai là tôi gãy rồi, nhưng mà tôi gãy chỗ này gãy ở ngoài này ha, tức là mình cách ra khoảng 2 tấc mấy vậy nè, sách vợt nè. Đúng rồi đó, gãy ngoài này chứ đừng gãy nha. Gãy hai bên này, gãy đây với gãy đây. À, hooker cũng vậy luôn hả? Hooker thì tôi gãy ngay góc nè, gãy hai bên. Còn phân khoa học tôi gãy ngay giữa. Hooker thì không sao. Trường này là đặc biệt không có gãy đi học nào. Vì mình đi tới luôn chăm sóc. Ổn, ớt này quá ổn. Nhưng mà ông phải giữ cái thằng bằng vậy nghe. Là thứ nhất mưa bão mà mình rút được nước nè. Ha. Cái nước mà ông rút càng tốt càng ở nữa, cái này tại vì sáng giờ tôi chưa có cái thời điểm này nước đó đó. Đúng rồi, đặng cho cái rễ nó mới chắc được. Cái rễ nó mới ăn xuống được, còn nếu mà cái bờ mình nó không cạn nó không ăn xuống được. Cái thứ hai là ông đi cái hướng hữu cơ là tôi thấy ổn lắm. Này tôi gãy hữu cơ, nói chung là chủ yếu là hữu cơ chứ còn không có học thì không có xài nhiều. Ớt của người ta qua một cái đợt bão vậy là tôi thấy nó bị khẩm lá nhiều lắm. Nó bị này nè. Nhưng mà của ông gì là ổn lắm rồi. Ổn. Quá ổn. Quá đẹp rồi. Được, cái này là ông nói 80-90% là đúng rồi đó. 80-90%. Thôi ông giữ nước rồi, máy. Bị khẩm lá còn mấy cái chỗ nó hoành á. Mưa trên gò nó chảy xuống. Mùa này gọi là mùa nghịch. Mà ông giữ được về đây tới Tết thì hốt bạc. Về bữa nữa hái trái cụ là mua 10 bao hữu cơ nữa đó. 10 bao hữu cơ nữa ha. Trời, hữu cơ chắc chắn ha. Nó an toàn. An toàn. Mà cái loại hữu cơ mà nãy ông nói là hữu cơ gì? Điền đó. Bình Điền hả? Không, Điền. Bao nằm trong trại được, tôi thấy cái bờ nó dễ giặt vậy là ổn nè ha, nó không có bị nhão nha. Này hái đợt đầu rồi thì ở thời điểm này thì nó còn vậy, chứ qua cái thời điểm này tôi nói với ông hết ớt rồi là đây tới Tết ăn hút xuất khẩu rồi nữa kia, nó ớt này xuất khẩu nha. Xuất khẩu giờ chủ yếu là mình giữ cái số lượng trái này nè. Bây giờ nó hết có ra bông nổ rồi. Không. Khi mà ông hái trái già bớt rồi đó là nó sẽ bật bông nha. Đúng rồi. Chứ giờ nó đang nuôi trái không chứ nó làm đọt làm không nổi. Ông hái trái già rồi nó bật bông á. Nè, giống như những cái cây mà nó có bật bông vậy là do nó còn cái trái già nó ít. Trái nó còn non. Còn non đó. Nè, như mấy cây này bây giờ nó đâu có đâm đọt nữa đâu. Hết đâm đọt rồi. Nhưng nó có cái dạng nó có cái dạng bệnh là nó bị cái trái này nó bị hư nha. Có chứ. Cái đó là vi khuẩn á. Cho nên ông xịt ngừa cái đó. Có, nói chung là xịt đợt nào cũng có kèm vi khuẩn nha. Kèm vi khuẩn cái đó đó, ngừa cái đó đó. Nó ăn cái đó rồi khó trị lắm nghe không? Cái là dạng trái đó ông biết mà. Biết. Bị vi khuẩn nấm nó đủ thứ. Có. Đó. Bên này trái sai quá ha. Bên này trái sai hơn nè. Đã ha. Đã. Sốc nó đấy rồi tới đây nè, cao cả này. Cao lắm. Cái này là ông ăn đợt đầu thôi, đợt sau là nó sẽ ngon hơn. Chứ phần mình không có xài đạm á. Đạm nó xài có thử cho nó bắt đất rồi. Ồ, trái đã quá ông ơi. Cái này cái gì ta? Cái này bị sao ta? Này là có vấn đề nè, phải không? Coi nè. Đó. Cái này xịt phòng nha. Mới xịt phòng nha, đó. Cái này bị bệnh hả? Bệnh đó. Phòng nó cái đi. Nó vô cái đợt mà cái loại giống như vậy là nó sẽ lây lan. Nó lây lan. Mình đi hái nè, đi hái lâu tới lâu lâu nó cũng làng dính với nhau đó. Thì lúc này xịt thuốc
chưa hái thôi, nhưng thật là chưa hái rồi nó lây dữ lắm. Lây trái này nó dính qua trái kia. Dính vô quần áo nè. Ai mình thọt xuống mình hái rồi. Đã quá ông ơi, tôi đi qua cái hướng này kìa. Đi làm đi ha, còn tôi đi hái à. Rồi rồi hái đi. Đó. Đây là ớt chỉ thiên rồi, ớt chỉ thiên 2 tháng tuổi. Và ở thời điểm gọi là mùa mưa lũ hay là mùa nghịch. Và ớt như thế này thì bà con ở miền Tây đang trồng và rất là, cái này là thành công các bạn nhé, gọi là thành công rồi đó. Bởi vì mùa này khó trồng được ớt chỉ thiên này lắm, nhưng mà người ta đã trồng và đã thành công như thế này. Cái mùa này nó bị đổ ngã cho nên người ta phải ràng rịch lại như thế này, phải đỡ nó lên, đỡ nó lên, đỡ nó lên. Ở thời điểm này thì 27, 28 đến 30 ngàn ký, chưa có xuất khẩu nhiều. Tới xuất khẩu mạnh rồi cái giá nó sẽ lên nữa nha. Gần gần Tết á. Không, đi vòng vòng vậy. Nó sẽ lên nữa. Tại vì năm nào cũng vậy mà. Năm nào nó cũng gần Tết là có tệ lắm là 75, 80 ngàn hoặc là trăm mấy cũng có. Đó. Và nó cao hết mức của nó là khoảng 150, 160. Thu hoạch này là gọi là đầu vụ nè, hay là trái chiến á, bẻ bông. Bẻ bông này rồi là cứ từng ông bẻ một lần nữa rồi. 3 ngày hả? Cứ 3 ngày bẻ một lần ha. Cứ 3 ngày ông bẻ một lần là đúng rồi. Tại vì nó chín quá nó cũng không có tốt, mà nó mất sức cây của mình nữa. Tới đó là ông mướn người bẻ rồi chứ mình bẻ hết được rồi. Nhiều quá. Đó. Cái ruộng ớt này nếu mà ông giữ được là vô mánh lắm, ngon lắm. Gắng cố gắng. Tại vì thời điểm này không có ớt nữa đâu. Đi hết rồi. Không, ít ớt lắm. Thời điểm này hầu như ớt bị ngập bão cái là bứt gốc hết rồi. Đa phần là vậy. Ông mà giữ được cái ruộng ớt này là ông ngon lắm rồi. Đây tới Tết là làm nên chuyện. Đây cũng có mấy đám mà là người ta đẩy mình củi với đẩy cơm là hư hết rồi. Hư hết. Tại vì ông có cái kỹ thuật là thứ nhất là ông giữ được nước sâu ở dưới cái rễ nó ăn xuống được. Người ta không có giữ được nước đâu, người ta giữ khơi khơi không à. Cái thứ hai là đậy màng phủ dưới rơm là rễ nó ăn lên. Ăn rên lên rồi ông rải được phân là rụi hết luôn. Cho nên cái chú kia ông chia sẻ là mình rải phân nó là giống như tự mình hại mình đó. Rải phân cái giấy rễ của nhân là một là đậy rơm, còn hai là đậy màng phủ. Đó. Cái đó là cái nguy hiểm nhất. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà bộ rễ không có vấn đề nó yếu rồi là vi khuẩn dễ tấn công. Đó là bắt đầu cháy rồi. Rồi lá là nó hư dần luôn. Đó là mình phải giữ được hai cái những cái trường hợp đó. Ngon. Cố gắng giữ. Ông kia ông đang
Làm cỏ, làm cỏ thì giờ chắc 300 ngàn ngày hả? À, 10 tiếng 300, tức là 1 tiếng 30 ngàn. Đúng rồi, thấy mà trong này nó chen chen, trong này cũng hơi khó khăn đó. Nguy hiểm lắm đó. Nhẹ nhẹ thôi, đi từ từ. Rồi, cảm ơn chủ ơi. Cảm ơn nha. Đó. Thấy đám ớt này thấy ổn nè, thấy ngon nè. Cảm ơn. Kỹ thuật này là ổn định. Ớt cháy rất là đã luôn. Xịt ngừa nha, ngừa vi khuẩn á. Mùa này nguyên cái ruộng ớt mà đó. Làm cỏ cũng mệt hả chú? Cỏ cũng nhàn mà. Đó. Làm ông làm rất là kỹ luôn, là chứ từ cây nhỏ tới cây lớn à. Cực cũng cực, chen 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 trong này cẩn thận lắm hả chú hả? Sợ cái ớt nó dập, đúng rồi. Ồ, trái này đã quá vậy ta. Nè, trái nè. Hả? Cái này là hái trái chiến rồi đó, ổng đang hái trái chiến rồi đó. Cái này là ổng vừa làm cỏ xong là ổng rửa phân nữa mà. Dạ. Quá trời đã, cái ruộng ớt này mà ổng giữ được thì khả năng thu nhập cao lắm chú hả? Tại vì cái mùa này rồi ớt nó có giá nè. Giết được đâu có gì đâu. Chắc lỗ rồi đó. Ừ. Mưa mà năm nay hình như là nó nhẹ hơn mấy năm trước chút. Mấy năm trước ớt này là khó giữ lắm. Năm trước tôi trồng ớt bán 2-3-4 ngàn ký. Đó. Còn năm nay hình như là bữa nay ổng nói là giá cũng 20-30 ngàn nè. Đây tới Tết nó còn lên nữa chú ơi. Dạ. 3-4 ngàn ký. À. Từng ăn ký ha. 4 ngàn hay 5 ngàn? Đó, 3-4 ngàn gì đó, mình muốn đẹp ký nữa 3 ngàn. À. Mình mướn người ta bẻ 1 ký 3 ngàn. 3 ngàn cũng rẻ ha. Bẻ 3 ngàn cực lắm à. Bẻ công á. Dạ, cực lắm à. Chú đi làm cỏ gì rồi mấy giờ chú nghỉ? 11 giờ. À, 11 giờ trưa nghỉ. Mấy giờ chú ra? Bữa nay rồi rồi. À, bữa nay nó xong rồi ha. Cái này cỏ nó phúng lình chứ chú ha. Tại mưa nè nó tốt nè. Với ông này ông đi phân hữu cơ á, cái đất nó tốt nhiều hơn. Dạ. Cái ruộng ớt này của ổng như ổng nói mấy công ta? 3 công. 3 công hả? 3 ngàn. 3 ngàn hơn vậy đó. Cái này vậy là làm tới 11 giờ nghỉ, tới chiều mấy giờ chú ra làm nữa? À, 11 giờ là xong luôn ha. Dạ. Rồi, thôi chú làm khỏe nha, cảm ơn chú. À, cái ruộng ớt Chí Thiên nè. Cái hơn 3 công, hơn 3.000 mét vuông. Và ở thời điểm này rất là đã luôn, gọi là ổn định. Và cái cách mà ảnh đi phân cũng như xịt thuốc thì cũng có chia sẻ trong video đó các bạn nha.
tức là ảnh đi về hướng hữu cơ và ký đa phần là thuốc ở thời điểm này là trị vi khuẩn. Có điều đặc biệt là ký giữ nước ở thời điểm này mưa lũ mà các bạn, nếu mình không có giữ nước ổn thì cái mùa lũ này nó sẽ làm hư cái ớt của mình. Đây các bạn thấy cái vườn ớt cũng rất là rộng như thế này ha. Đó. Ớt rất là rộng và rất là tốt. Cái các bạn xuống dưới cái ruộng ớt thì các bạn thấy cái nấm bệnh nó không có nhiều các bạn. Dĩ nhiên nấm bệnh là phải có nhưng mà rất là ít. Và nếu ảnh giữ được thì khả năng mùa Tết này hút bạc các bạn nha. Khả năng là hút bạc. Bây giờ thì ảnh đang hái trái, gọi là trái trái chiến, hái bông đó các bạn. Đó là vậy ha. Đó là cái ruộng ớt này thành công mà mình thấy ở miền Tây các bạn nha, khu vực Cần Thơ. Bởi vì những ruộng ớt khác thì mình thấy không có thành công. Cho nên là cái mình muốn chia sẻ đó kỹ thuật các bạn. Này các bạn thấy ảnh giữ nước rất là ok ha, kỹ thuật đó. Xin chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Cô chú các anh chị và các bạn thấy video hay, ý nghĩa, hãy đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông để luôn nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải Trí Miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau.